tập một thời gian. Chính bữa nay tôi thấy từ sáng bây giờ bác kêu lên chả thấy một tiếng ho. Dì Khải với chú Khải nhớ bác đến chừng 3 phút rồi, 2 3 phút rồi. Chút xíu 20 phút to quá nên đặt ngày hôm nay người ta qua tháng kia sau thời gian bắt lập hết. Và thành thử đây là cái điều rất là quý. Thầy Lưỡi xin mời bác giúp được một phần bác nói xem và cái hiệu quả của bác cho cái vị nghe xem cái tập của bác. Mời bác đứng đây chia sẻ những cái bệnh bớt, bệnh đó mình chia sẻ với quý vị. Bệnh ai cũng bệnh, không phải ai cũng bệnh. À, thưa quý vị, tôi không dám giấu giếm gì. Khi mà tôi đi chụp hình thì bị một bên phổi tôi nó lồng bằng hơn này, bị biopsy đó, thì bác sĩ cho là cancer. Thế là bắt đầu từ đó là cứ lần theo bác sĩ này đã qua bác sĩ đó, cho tới khi mà tôi phát giác ra được là lúc cancer đưa qua cái Ấn Độ, mà phải mổ. Thế ông Ấn Độ không chịu, ông bắt phải đưa nhà tôi với đứa con trai đấy để ông giải thích cho. Ông bảo không được. Ông đặt vấn đề là tại sao mà nó không có di căn từ bên này qua bên này. Và kể ra mấy bác sĩ kia là họ mục đích là họ kiếm công việc làm thôi. Thế về tôi gặp ông bác sĩ cancer, ông bảo ấy là họp 12 bác sĩ ở khoa bên ballet rồi thì quyết định là nên mổ. Tôi bảo tôi muốn đi đến tận cùng xem các ông làm cái gì. Cho tới khi ông bảo bây giờ trước khi mổ về đi qua ông bác sĩ phổi xem có qualify không. Thế ông bác sĩ phổi á qualify. Thế rồi ông đo tim, đưa qua ông bác sĩ tim, ông còn hỏi tôi bây giờ bác muốn ông bác sĩ nào. Tôi không biết ông bác sĩ nào hết, bây giờ bác sĩ cứ đưa đi. Thì hoa giả ông đưa cho ông em của ông. Thế là cứ từ bác sĩ đến nọ là đá qua bác sĩ kia. Thế khi mà tôi nhìn cái bill thì ông em nó phết tôi chỉ có khám tim không mà trên 5 ngàn, chưa kể cái tiền mà nghĩa là hai lần đi tới ông cancer để ông ấy cho cái giấy giới thiệu đo tìm và ông lấy kết quả mỗi lần 280. Và tôi hút mắt là cái vấn đề này tại sao mà lại như vậy. Thành thế ra tôi thấy ông bác sĩ phổi ông ấy có lý. Thế tôi mới thành thật tôi nói bác sĩ và tôi bây giờ tới đây tôi tạm ngưng, bây giờ để có dịp nào đó tôi sẽ gặp bác sĩ sau. Thế thưa quý vị, khi mà tôi lên xe tôi lái về mới ra khỏi chỗ Fountain Valley được một đoạn thì cái ông bác sĩ cancer đó ông gọi lại. Ông gọi lại bảo bác lại đây, tôi sẽ có cái thuốc thay vì mổ. Mà cái thuốc này không có chemo trong đó. Bởi vì trước là ông định, ông bảo theo ý tôi là ông xài chemo. Tôi bảo hỏi là có cái thuốc nào không có chemo không? Ông bảo không có. Thế mà bây giờ ông thấy tôi bỏ rồi, ông ấy gọi điện thoại. Gọi ra tôi lại, tôi bảo thôi, cảm ơn bác sĩ. Tôi đến đây tới cái tuổi này thì tôi đi cũng vừa rồi. Tôi thấy đi mệt quá đi. Tức là từ đó giờ đi, tôi thấy cái kết quả này hay quá. Tập những cái đoạn nào, những cái cử động nào, những thế nào là tôi biết hết tất cả. Những cái ý là những cái thao tác đó, nó luyện cái gì ở trong đó. Tôi theo từ năm 2006 cho đến bây giờ. Ăn vẫn được, ngủ được, vẫn lái xe ôm để đưa vợ, đưa con, đưa cháu đi học. Tôi thấy bình thường quá, mà đi bác sĩ thì tốn tiền quá. Nói rồi không phải là tốn tiền mình, như sự thật tốn.
cái tiền đó là về sau nó ghi vào những cái nhà của chúng tôi, nếu bán đi là nó trừ, chứ không phải là bây giờ chúng nó cho mượn thôi. Thành lý ra dù có khám bác sĩ đấy, nên là cái là dùng cái lý trí mình, cái là cái lý luận là sẽ cho nó đúng, chứ không phải bác sĩ. Các ông ấy hù quá, ông hù nó người nào chắc là sợ đây, chắc phải làm theo rồi. Đấy, tôi có mấy cái kinh nghiệm đó. Đây không phải là tôi chê bác sĩ ạ. Tôi lấy ví dụ bác sĩ cancer. Ông nhìn thì ông đưa cho tôi coi thì có thể là trong đó nó có vi trùng thật. Thế nhưng mà chính y khoa họ đặt ra một cái là nếu mà không tin nữa thì bây giờ làm cái second opinion, tức là đi nhà thương khác. Thế có nghĩa rằng là mỗi ông bác sĩ ông nhìn một cái khía cạnh nào đó. Do đó thành thử ra tôi chấm dứt luôn. Đã chấm dứt cái đó rồi, chấm dứt luôn tất cả thuốc bác sĩ gia đình cho cao máu rồi đủ các thứ. Một sáng ra để 4-5 thứ thuốc thì uống làm sao nổi. Tôi bỏ luôn đến nửa năm nay rồi, chẳng sao cả. Mà kết quả là tôi thấy cái tập này là hay nhất. Dạ, cảm ơn bác ạ.